cả nước đã có hơn 50 địa phương mở lại trường học cho học sinh trung học phổ thông từ ngày 2 tháng 3. Thực hiện đề nghị của Bộ và DT, những nơi này vẫn cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học thêm 1 đến 2 tuần. Thành phố Đà Nẵng cho học trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến lớp 11 nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 3. Học sinh, học viên khối 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đi học lại từ ngày 2 tháng 3. Các địa phương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học tiếp 1 tuần, đến hết ngày 8 tháng 3 và học sinh các trường trung học phổ thông, TTGDTX đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 gồm Đồng Tháp, Đắk Nông, Đắk Lắk, Cà Mau, Bắc Giang, Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đắk Lắk, Long An, Quảng Ninh ban đầu dự kiến cho học sinh các cấp đi học trở lại sau đó, quyết định chỉ học sinh trung học phổ thông đến trường từ 2 trên 3 các địa phương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học 2 tuần, đến hết ngày 15 tháng 3 và học sinh các trường trung học phổ thông, TTGDTX đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 gồm 2 tuần gồm Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Nghệ An, Kiên Giang, Đồng Nai, Điện Biên. Bắc Giang cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non nghỉ học hết ngày 8 tháng 3, riêng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quay lại trường học đầu tuần tới. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có lịch nghỉ học dài nhất đến thời điểm này. Theo đó, học sinh lớp 12 gồm học sinh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2020. Học sinh mầm non và phổ thông từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố mới đồng ý cho 284 cơ sở dạy nghề với gần 180.000 học sinh đi học từ ngày 2 tháng 3. Đối với các trường quốc tế có học sinh là con em các nhân viên ngoại giao, theo đề nghị của các đại sứ, học sinh có nhu cầu đi học trở lại, có cam kết môi trường đã được vệ sinh, đảm bảo an toàn, được phụ huynh đồng ý thì cho đi học. Tất cả các trường từ mầm non đến trung học phổ thông thuộc quyền quản lý của thành phố sẽ nghỉ tiết đến ngày 8 tháng 3. Let's love us. Bye.